Em Ngọc Hà xin chào toàn thể gia đình nhà mình đã quay trở lại với kênh YouTube của Shop Ngọc Hà nhà em ngày hôm nay nhé. Dạ vâng rồi thì hôm nay em Hà sẽ lên một những cái mã sản phẩm mà nhà Ngọc Hà đang phân phối. Rồi trước tiên vào đầu like thì bao giờ cũng vậy, em Hà xin cả nhà mình cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé để nhiều người biết tới Shop Ngọc Hà nhà em nhiều hơn. Mình cứ liên hệ vào số hotline ghim trên màn hình để cho các bạn nhân viên tư vấn vào chốt đơn hàng cho mình. Shop thì nằm tại Nhơn Trạch, Đồng Nai và đơn cứ trên hơn 200 ngàn là Ngọc Hà bao ship về nhà mình rồi nhá. Rồi em sẽ vào chi tiết tất cả các cái sản phẩm của nhà em ngày hôm nay thì em xin phép vào trước tiên đó là về cái dòng kính lão của nhà em. Thì cái dòng kính lão thì cả nhà mình rồi không còn xa lạ gì nữa về cái dòng kính lão mà hàng nội địa chung của nhà em nhé. Đây, dòng kính lão hàng nội địa chung này thì dòng này của nhà em thì nó sẽ là một cái dòng mà hỗ trợ cho cả nhà mình là chống tiêu UV này, chống tia cực tím này, rồi lại là chống ánh sáng, ví dụ như là nhìn cái điện thoại các kiểu ạ, mà mình mỏi mắt nhiều quá là do nó có cái những cái tia sáng mà làm hại mắt mình thì con này nó sẽ hỗ trợ làm chống lại hết nhá. Đây là nhà mình nhìn như kiểu cái bóng điện xanh kia của nhà em này nó chiếu vào cái mặt kính thì nó sẽ hỗ trợ là chống lóa luôn cho mình đấy. Rồi mình lên mã giúp em là kính lão, dòng này thì em sẽ có từ 0,75 cho đến 4 độ chẵn lẻ em đều có luôn. Nhà mình lên mã giúp em là kính lão, trong của con này là hoàn toàn là bằng thủy tinh và con này thì nó sẽ là hàng nội địa chung nhá. Em đọc rõ rồi nhá. Rồi dòng này thì Ngọc Hà xin gửi tặng cả nhà mình với giá là 250.000 cho một con kính lão. Mình lên mã giúp em là kính lão là 250.000 cho một con kính lão này. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về một cái dòng con ra băng. Dòng này là dòng đi đêm ngày được giúp em nhé. Dòng này thì nó không phải là kính lão đâu, dòng này là dòng kính mát, trong thì hoàn toàn là bằng thủy tinh nhưng cho này cho nhà mình nhé. Rồi con này thì được dập hiệu hết của nó như này luôn cho mình này đó. Rồi con này thì sẽ phù hợp cho những anh nào là khuôn mặt vừa và nhỏ thì mình lên đơn giúp em nhé. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Made in Italy luôn và dòng này thì nó sẽ là dòng đổi màu đi đêm ngày được cho em luôn. Ví dụ như là buổi tối mình đi thì nó sẽ là cái màu sáng như này, màu trắng như này, còn khi mà mình đi vào mùa nắng thì nó sẽ là cái màu dâm như này luôn nhá cả nhà nhá. Đó cả nhà nhìn thấy không? Đây. Đó. Khi vào thì nó sẽ chuyển màu như này cho mình nhá. Rồi, dòng này thì Ngọc Hà xin gửi tặng nhà mình với giá đầu like luôn là 240.000 đồng cho một con kính ra băng gấp như này nhá. Mình lên mã giúp em là ra băng mã số 1. Mình lên mã giúp em mã số 1 đi nha. Đây đợi em xíu. Hàng tem thẻ mạc đi đầy đủ hết luôn cho nhà mình luôn này. Lên mã giúp em mã số 1. Mã 1 này. 240k cho con mã số 1 này nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con mã số 2 của nhà em luôn. Đây dòng mã số 2 là một con hàng của Cathy luôn. Dòng này thì hôm nay lần đầu tiên mà Ngọc Hà được like một con hàng của Cathy bao đẹp luôn cho nhà mình đó. Dòng này thì nó sẽ là dành cho các anh nam nhá. Con này thì mình sẽ đi được đêm ngày được cho em luôn đấy. Khi buổi sáng thì nó sẽ là màu xanh và khi mà buổi tối thì nó sẽ là màu trắng như này cho mình nhá. Màu trắng 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 á. Đó, đây. Khi đi ra nắng thì nó sẽ chuyển màu xanh như thế này giúp em nhá. Đó. Rồi mình lên mã giúp em màu xanh này sẽ là màu xanh biển và con này thì nó sẽ là càng gỗ như này. Ui con này bao đẹp bao xịn luôn cho nhà mình nhá. Bao đẹp bao sang xịn mịn luôn. Rồi con này thì nó sẽ là size mặt 14,3 thì là phù hợp cho những anh nào là khuôn mặt vừa và to nhá. Em đọc rõ rồi, hàng của Cathy Made in Italy hết như này, cộng thì hoàn toàn là bằng cộng cả gỗ như này cho mình luôn nhá. Con này bao sang xịn mịn luôn cho mình, form thì form vuông như này rất rất đẹp luôn. Đây, rất rất đẹp cho nhà mình luôn. Rồi, mời các anh mình nhanh tay lên mã giúp em là mã số 2. Mã số 2 thì Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 260.000 đồng nhá. Đây, con này thì nó sẽ có tem thẻ mạc các kiểu đi kèm hết như này. Thẻ là thẻ cứng như này hết luôn nhá. Thẻ cứng cửa cưa luôn như này luôn nhá. Với giá là 260.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em là mã này là mã số 2. 260k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Mình sẽ đọc hộ em ngày kèm tháng. Ví dụ như hôm nay em lên là ngày 16 tháng 11 mã số 2 luôn nhé cả nhà nhé. Còn là lại bao nhiêu em xử lý. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay. Em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con mã số 3 của nhà Ngọc Hà hôm nay mới về luôn. Đó là một con hàng của Ray-Ban. Cũng là của Ray-Ban nhưng mà con này nó sẽ là dòng gấp gọn như này cho nhà mình nhé. Con này rất rất đẹp luôn. Nói chung quy là con này một thời về là best seller trong quá trình bán hàng của Ngọc Hà luôn. Nhưng do khoảng tầm mất hơn một nửa năm nay rồi hàng không có nhá. Hôm nay hàng mới về được một con luôn á. Cả nhà mình lưu ý giúp em là kính thì em chỉ có 1 đến 2 con thôi, không có nhiều. Nên là bác nào lấy thiện chí thì mình vui lòng là nhận hàng giúp em, không có bom hàng nhá.
Mình không có bom hàng với em hả? Đó, rồi. Con này thì chồng của nó là hoàn toàn là bằng thủy tinh, và con này thì nó sẽ là một con màu trà nhá, một con màu trà. Gặp đổi màu giúp mình luôn. Con này thì phù hợp cho những anh nào là size mặc vừa và to thì mình sử dụng được giúp em luôn. Và nó sẽ có còng cộng lực như này, nói chung quy là size mặt nhỏ, vừa, to đều xài được con này hết, bởi vì là nó sẽ có còng cộng lực, form ôm của nó là form chuẩn luôn nên là sẽ xài được tất cả các dòng mặt, nên là cả nhà mình yên tâm nhá. Hàng này sẽ là hàng Rabang Made in Italy hết như này luôn. Chồng thì hoàn toàn là bằng chồng thủy tinh đá như này luôn nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em mã này là mã số 3. Mã số 3 thì Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 250 ngàn cho con mã số 3 nhá. Đây hàng dập như này hết, đẹp. Con này đẹp lắm cả nhà ơi. Đây này hàng tem thẻ mã khăn khố đi kèm hết như này luôn nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em mã số 3. Mã số 3 là 260 ngàn đồng cho con mã số 3 nhá. Mời các anh nhanh tay đơn giúp em nhá. Đây, mã 3 250k đi, mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về một con mã số 4. Con này thì chắc chắn là dành cho nữ rồi. Hàng của Chanel thì chuyên thiết kế để in dành cho nữ. Trời ơi, một con cực đẹp luôn, một con siêu phẩm luôn cả nhà ơi, một con siêu phẩm luôn nhá, một con siêu phẩm này. Làm hộp xoàng đẹp không ạ? Nhìn có điệu không ạ? Quá điệu luôn, điệu nhưng mà còn sang nữa cơ. Nó thiết kế màu rất chi là đẹp luôn. Một con màu tràn này. Cho nữ, ui, chỗ con này đẹp lắm luôn ấy. Con này là hàng của Chanel nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Con này là hàng Chanel, bao đẹp luôn. Gọng thì sẽ làm gọng rất chi là điệu đà như này. Đẹp, vô cùng đẹp luôn ạ. Rồi con này thì nó sẽ phù hợp với những chị nào là size mặt vừa và to thì mình sử dụng giúp em nhé. Hàng này thì sẽ là Chanel Made in Italy luôn như này nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi con này thì mình lên mã giúp em là mã siêu phẩm đi, bởi vì nó quá đẹp luôn cả nhà, nó quá đẹp, không phải là khen, bởi vì là nó đẹp quá nên mình sẽ lên mã giúp em mã siêu phẩm hộ em cái nhá. Siêu phẩm Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 240 ngàn đồng. Mời cả nhà mình lên mã giúp em mã siêu phẩm. Trời ơi, nó làm nguyên cái hộp xoàng của nó đã quá trời đất rồi. Siêu phẩm với giá là 240k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một cái dòng con kính mã số 4 của nhà em, là một con hàng của con ao luôn nhá. Dòng hàng của con ao, và con này thì nó sẽ là một con màu trà gấp cho em luôn. Ôi trời ơi, con này bao đẹp. Và con này thì đúng là em chỉ còn một con duy nhất là hết hàng nhá. Một con duy nhất, yêu ơi, con này nó đẹp dễ sợ luôn nè. Nhà ơi nhá, nhìn thấy không ạ? Bao đẹp luôn. Một con màu trà gấp như này, chồng bằng thủy tinh đá giúp em luôn nhá. Và con này thì sử dụng cho những size mặt vừa và nhỏ thì mình lên đơn giúp em nhá. Em đọc rõ rồi là size mặt vừa và nhỏ thì mình sử dụng lên đơn giúp em này. Đây nhìn còng của nó này cả nhà ơi. Đây, được này. Đấy, được dập hết như này được chưa ạ? Cả nhà nhìn thấy đủ chuẩn hiệu chưa ạ? Đó. Con này thì nó sẽ là hàng của Made in USA nhá cả nhà nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Đây, mặt hàng của USA á, 20 carat USA như này luôn nhá. Đó, được dập chìm hết. Con này thì được mạ vàng 20 carat. Và size mặt con này là vừa và nhỏ thì mình lên đơn giúp em. Đây, 20 carat ao như này luôn nhá, USA như này luôn nhá. Bao đỉnh đẹp luôn. Rồi, con này thì bao đẹp rồi. Mình lên mã giúp em. Mã này là mã số 4 với giá là 260 ngàn đồng. Và con này thì em một con duy nhất nhá, một con duy nhất. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Con này đẹp lắm. Hàng chung bây là kính nhà em thì em bao sang xịn mịn cho các bác luôn. Nên là các anh cứ yên tâm, mình lên mạnh tay lên đơn giúp em đi, không gì phải nghĩ đâu. Mã số 4 này 260k cho con mã số 4 này, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Mới cái thời nắng này thì nói chung là không biết ở ngoài Bắc thế nào, còn ở trong Sài Gòn thì bọn em nắng lắm. Nắng kinh khủng luôn, nắng cảm giác muốn vỡ đầu luôn vì cái cơn nắng của nó. Nắng lắm luôn á nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là một con ray băng. Ôi hôm nay ray băng về rất đẹp luôn. Con này đẹp quá trời luôn nhá. Con này một con là
Rồi con này là cái màu gì mà em thực sự là em cũng không thể tả nổi. Màu này là màu gì ạ? Màu này là màu cà phê ít sữa và nhiều cà phê đây. Màu này là màu ít sữa và nhiều cà phê. Màu này là màu cà phê giúp em Hà luôn nhá. Con này là hàng của Ray-Ban và trồng bằng Polyroy. Trồng bằng Polyroy là một trồng mà hỗ trợ cho cả nhà mình luôn, là sẽ hỗ trợ chống tiêu UV này cực kỳ tốt luôn và đeo rất chi là nhẹ, đeo kính như không đeo luôn. Đó là về cái trồng Polyroy của nó là như thế nhá. Rồi hàng này thì nó sẽ là ra băng made in Italy như này luôn cho cả nhà mình luôn. Con này bao đỉnh đẹp luôn nhá, cộng sẽ là màu cũng là màu trà sữa, à màu cà phê ít ít sữa và nhiều cà phê, được dập hết hãng hiệu của nó như này luôn, được chưa cả nhà ơi? Nhìn đẹp chưa ạ? Được chưa ạ? Được ok chưa cả nhà? Quá đỉnh đẹp luôn. Rồi con này thì nó sẽ là size mặt 14,5, phù hợp cho những anh nào là size mặt vừa và to thì mình sử dụng em nhé. Rồi con này thì nó sẽ là con này là cái ra băng P này, có nghĩa là hàng VIP nhá. Hàng VIP trồng được làm bằng trồng Peroroy luôn cho mình luôn, như này được dập hết hiệu ở đây hết luôn nhá. Rồi con này thì Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 250.000, mời các anh nhanh tay lên mã giúp em là dòng này là dòng mã số 5. Đấy, dòng này là nhiều cà phê ít sữa là em này. Nếu như anh nào mê cái dòng đấy thì mình lên mã giúp em luôn nhá. Hàng sẽ là hàng trong hộp tem thẻ mạc đi kèm hết đầy đủ như này luôn giúp em này. Đó, rồi mình lên mã giúp em, mã này là mã số 5. Mã số 5 này em xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 250.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Ít sữa nhiều cà phê là em này. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con kính mã số 6. Mã số 6 là một em select. Hàng này thì nó sẽ là màu theo cái kiểu là màu trà tối. À màu này là màu đen nhá. Anh nào mà thích khách, thích người ta đi đường mà người ta nhìn thấy mình kính, nhìn thấy mình đeo kính mà không nhìn thấy đôi mắt của mình thì mình sử dụng luôn cho em về cái dòng kính này. Sẽ hỗ trợ cho mình là đi cực kỳ là mát luôn. Màu thì sẽ là màu tối như này luôn cho các anh nhá. Rồi trong con này thì hoàn toàn là bằng thủy tinh giúp em. Con này thì dành cho những anh nào size mặt vừa và to thì mình lên đơn giúp em. Được mạ vàng 14 ra cho mình nhá, mạ vàng 14 carat luôn nhá. Đây. Dòng kính này là kính cổ, dòng kính này thì nó sẽ là một dòng kính rất chi là đẹp luôn. Đây, đấy, 14 carat. Rất đẹp, select phát xì căng. Con này thì nó sẽ là một con hàng của Pháp, gọng thì sẽ làm gọng tâm như này, bao đỉnh đẹp luôn cho các anh nhá. Các khớp nối của nó bao đẹp luôn. Rồi mời các anh nhanh tay lên mã giúp em là mã này là mã số 6. Mã số 6 Ngọc Hà xin phép gửi tặng các anh luôn với giá là 250.000 đồng. Mã số 6 250k, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Nắng này thì nên dinh cho em một con về. Hàng là Ngọc Hà đã bao ship cả nhà mình rồi nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho cả nhà mình luôn, đó là một con hàng này là hàng gì đây? Eo ơi, con này là gọng gọng dẻo giúp em nhá. Gọng dẻo này, gọng dẻo này, các anh thấy chưa? Kính nhà em ấy ạ. Gọng dẻo giúp em nhá. Rồi con này thì nó sẽ là một con mà sử dụng cho anh nào khuôn mặt to thì mình mới đeo được giúp em nhá. Em nói luôn con này là khuôn mặt to. Hàng này thì sẽ là hàng của Made in Italy luôn. Và dòng này thì nó sẽ là trồng bằng thủy tinh đá giúp em luôn nhá. Trồng bằng thủy tinh đá như này luôn. Đó. Khuôn mặt to thì mình sử dụng giúp em luôn. Màu sẽ là màu xanh rau muống như này. Rồi em sẽ lên mã giúp mình luôn là mã số 7. Cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 7. Mã số 7 Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 240k. Được chưa ạ? Hàng tem thẻ mạc đầy đủ đi hết luôn nhá. Mã số 7 ạ, 240k. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái con kính mã số 8 nhà em. Mã số 8 theo này là một con, eo ơi con này quá đỉnh và điểm luôn này. Con này thì nó rất rất đẹp luôn các anh ơi. Mình lên mã giúp em nhá. Eo ơi, con này đẹp thế. Đây cả nhà ơi, mình lên mã giúp em nhá. Đây, đợi em một xíu. Con này thì nó sẽ là một con mà trồng Peroroy nhưng mà có ánh sáng xanh ở bên trong. Con này có ánh sáng xanh ở bên trong sẽ hỗ trợ mình cực kỳ là tốt. Ánh sáng xanh phân cực nhá. Có nghĩa là nó sẽ phân cực, các anh nhìn kiểu rất chi là hay luôn cái con này này. Con này mắt nhìn rất tây luôn. Và nó sẽ có ánh sáng xanh bên trong để phân cực cho các anh như này nhá. Đó, phân cực như này luôn cho các anh. Đó, được chưa ạ?
Rồi, con này thì nó sẽ là size mặt 13,8, là phù hợp cho những anh nào là hàng sẽ là hàng của Made in Italy hết như này luôn nhá. Rồi, con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào là size mặt vừa và nhỏ thì mình sử dụng giúp em nhé. Đây, màu của nó thì sẽ là màu xám như này luôn cho các anh này. Đó, và sẽ có ánh sáng xanh phân cực luôn cho các anh. Tròng bằng tròng Perleroy nhá, em đã đọc rõ rồi nhá. Rồi, hàng sẽ là hàng trong full tem thẻ mạc đầy đủ luôn cho các anh như này. Con này thì Ngọc Hà xin phép gửi tặng các anh với giá là 240.000 đồng. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã số 8 nhá. Mã số 8 này. Mã 8 này, 240k cho con mã số 8. Trời ơi, nắng này các anh ngay tậu luôn cho em một con kính về đi để bảo vệ đôi mắt mình đi. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là một con kính mã số 9 của nhà em. Mã số 9 nha. Đây. Em ơi, con này thì nó sẽ là một con gọng bằng titan. Và con này thì nó sẽ là dòng hỗ trợ cho các anh là đi đêm ngày được giúp em luôn. Đây, sẽ buổi sáng thì buổi nắng thì nó sẽ là trắng như này. Còn khi vào nắng thì nó sẽ là như thế này nhá. Đó, con này thì bao đỉnh đẹp luôn cho các anh nhá. Rồi, con này thì nó gọi là kính tổng tài rồi. Rất rất đẹp luôn. Được làm bằng gọng bằng titan nhá. Con này thì rất chi là chất luôn. Đây, được chưa ạ? Rồi, con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào là size mặt 15,4, có nghĩa là khuôn mặt vừa và to thì mình sử dụng giúp em con này luôn. Đó, được chưa ạ? Con này được làm bằng càng cộng lực và con này thì nó sẽ là hàng nội địa của nó nên sẽ không dập hãng ở đâu hết nhá cả nhà nhá. Đó, em phải đọc rõ trên like. Gọng bằng titan. Ui, con này bao đỉnh đẹp luôn. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Con này mình lên mã giúp em là mã VIP. Hàng VIP em xin gửi tặng cả nhà mình với giá là 300.000 đồng. Con mã VIP này đi đêm ngày cho em nhé. Đổi màu được cho em luôn. Thay tròng cánh kính cận các kiểu đều được luôn về cái dòng này nhé. Rồi mình lên mã giúp em là mã VIP. Hàng sẽ là hàng trong hộp đầy đủ tem thẻ mạc đi kèm hết nhé. VIP này với giá là 300k cho con mã VIP này. Con này là em đọc rõ này, gọng bằng là bằng titan thế nên là nó rất chi là ok luôn cho nhà mình nhá. Mình lên mã giúp em mã VIP 300.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho cả nhà mình nữa là một cái dòng con kính hàng của nữ luôn. Cũng là hàng nữ này. Eo ơi, con này đẹp quá nhà ơi. Con này màu hồng nhá, con này là màu hồng này. Ôi trời ơi. Con này đẹp chưa ạ? Con này là phân cực hai màu, có nghĩa là bên dưới thì sẽ là màu ánh sáng hơi vàng vàng và bên trên thì sẽ là màu hồng. Quá đẹp luôn. Con này thì nó sẽ được làm bằng các hộp xoàng các kiểu như này được chưa ạ? Ui, con này đẹp thế. Rồi, mời cả nhà mình hôm nay kính nữ này được ít nhưng mà rất chất. Con này thì nó sẽ là hãng của Chanel luôn nhé. Con này thì phù hợp cho những chị nào là size mặt vừa và nhỏ thì mình lên vừa và to thì mình sử dụng giúp em nhé. Rồi con này thì Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là bao nhiêu ạ? Với giá 240.000, giá cực kỳ yêu thương. Mình lên mã giúp em là mã số 9. 240k cho con mã số 9 này, quá đẹp, mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con này là hàng của Mercedes. Con này thì hàng Mercedes nó thì bao chất rồi. Con này thì nó cũng sẽ có ánh sáng phân cực ở bên trong luôn cho mình nhá. Tròng này thì nó sẽ là bằng tròng Perleroy. Và con này thì nó sẽ là tròng phân cực như này. Đây, ánh sáng phân cực cho mình hết như này luôn nhá. Đó. Rất đẹp luôn như này. Rồi ạ. Con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà size mặt vừa và to thì mình sử dụng giúp em nhé. Size mặt 14,3 đấy. Hàng sẽ là hàng của Made in Italy hết như này luôn. Rồi con này thì mình lên mã giúp em là trồng bằng Perleroy, em đọc rõ rồi nhá. Có nghĩa là đeo rất chi là nhẹ mắt, đeo như không đeo luôn. Các anh cảm giác không khó chịu đeo kính cả một ngày cũng không bao giờ nặng sống mũi. Nói về cái trồng Perleroy của nó là thế. Và dòng con này sẽ hỗ trợ phân cực rất cao. Con này thì mời các anh mình lên mã giúp em là mã này là mã số 10. Mã số 10 thì Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 250.000 cho con mã số 10. Hàng sẽ còn zin trong hộp đầy đủ như này luôn cho nhà mình nhá. Kính nhà em là kính chưa qua sử dụng, em đọc rõ rồi nha. Mã số 10 này, với giá là 250k cho con mã số 10 này, mời các anh nhanh tay. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về một cái dòng con nữa là dòng kính mã số 11 của nhà em. Đây.
kính mã số 11 thì nó sẽ là một con hàng của Lacoste nhá. Chồng này thì sẽ là bằng chồng bằng thủy tinh đá giúp em luôn. Chồng bằng thủy tinh đá. Và màu của nó thì sẽ là màu xanh rau muối như này cho cả nhà mình luôn. Rồi, con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà là size mặt khoảng tầm 13,3, là size mặt vừa và nhỏ thì mình sử dụng giúp em nhá, hàng của Made in Italy như này luôn. Rồi, con này thì Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 240.000 đồng. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là mã là mã số 11 hàng sẽ trong hộp cứng cộp như này luôn và sẽ tem thẻ mạc đi kèm. Với giá là bao nhiêu ạ? 240.000 cho con mã số 11 này. 240k cho con mã số 11 này nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con kính mã số 12 của nhà em. Con kính mã số 12 thì con này nó sẽ là hàng của con ao như này luôn nhá. Hàng của con ao như này. Chồng thì sẽ là hoàn toàn là bằng chồng thủy tinh đá. Và con này thì nó sẽ là một con mà hàng của USA nhá. Hàng của USA như này luôn cho các anh này. Đó, USA. Rồi, con này thì size mặt vừa và to thì mình sử dụng giúp em nhé. Size mặt vừa và to thì sử dụng giúp em luôn. Con này thì Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 240.000 đồng cho mã số 12. 240.000 đồng. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con mã số 13 của nhà em, là con hàng của Maybach. Con này thì hàng tổng tài rồi, con này rất rất đẹp luôn. Con này đúng như kính tổng tài luôn, bao đẹp luôn. Con này sử dụng đi đêm ngày được cho em nhé, đi đêm ngày. Và hàng này là hàng của Maybach này. Gọng thì sẽ là màu đen này, rất đẹp luôn. Con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào là size mặt vừa và to thì mình sử dụng giúp em nhé. Size mặt của nó là 14,5 đấy. Hàng này sẽ là hàng Migani, hàng của Đức giúp em nhé. Rồi, con này mình lên mã giúp em là mã tổng tài. Con này bao VIP cho mình luôn, được chưa ạ? Mã tổng tài với giá 300.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên mã giúp em là mã tổng tài với giá là 300k cho con mã tổng tài này nhé. Hàng full tem thẻ mạc, hộp hành đầy đủ như này luôn. Đó, một con duy nhất. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em là mã tổng tài ạ. 300k. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em nhé. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một cái con dòng kính của nữ. Con này thì nó sẽ là một con hàng của rớp luôn. Và con này thì nó sẽ là màu trà như này nhá. Rồi, con này thì cực kỳ là đẹp luôn. Con này thì phù hợp được cho tất cả các khuôn mặt nhá. Vừa to nhỏ đều vừa được hết. Hàng của Made in Italy như này. Rồi, con này thì Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 240.000 đồng. Mời các anh nhanh tay lên mã giúp em là mã này là mã số 12. 240k cho con mã số 12 này nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con kính mã số 13. Eo ơi, con này bao đẹp luôn này cả nhà ơi. Con này đẹp thế nhỉ. Đó, con này rất rất đẹp. Con này đi đêm ngày được giúp em nhé. Con này đi đêm ngày, buổi ngày thì nó ra nó sẽ là màu trắng trắng như này. Buổi đêm á, nó sẽ trắng trắng như này. Đi đêm ngày, nhưng con này chỉ đi giới hạn vào lúc khoảng tầm 7-8 giờ tối thôi nhá, chứ không đi đêm khuya là hơi khó. Con này thì nó sẽ là chồng bereroi cho mình luôn. Và con này thì sẽ hỗ trợ đi đêm ngày cho các anh, cực kỳ là đẹp luôn. Eo ơi, con này bao đỉnh luôn. Từ cái gọng của nó làm bằng gọng tròn chống trơn trượt cho các anh luôn nhá, bằng silicone chống trơn trượt. Eo ơi, con này có cả luôn cả còng còng cộng lực luôn cho các anh. Như này thì có mê không ạ? Bao mê luôn nhá. Rồi, con này đây, nhìn các anh nhìn làm rất phê luôn, rất đẹp luôn. Rồi, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Con này bao đỉnh đẹp luôn đấy, con này đẹp cực kỳ luôn, các anh nhìn. Thiết kế rất đẹp luôn. Đó, rồi, mình lên mã giúp em mã này là mã số 13. Mã số 13 Ngọc Hà xin phép gửi tặng các anh với giá là 240.000 đồng cho mã số 13. 240k cho mã số 13 nhé. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa về một ít cái dòng size nước hoa nhí của nhà em và đồ gia dụng luôn, đồ điện nhá. Rồi, em sẽ vào trước tiên đó là về cái dòng con Dior sầu này. Và em nói luôn hàng này là sẽ là hàng mini. Hàng mini nhá, con này thì nó sẽ là hàng Dior sầu. Con này sẽ được 30ml này. Con này sẽ là
30ml như này nhá. Đó. Và con này thì nó sẽ là một con mà dành cho nam. Đây, sẽ có luôn dập logo ở trong này hết như này luôn cho mình như này luôn nhá. Hàng của nhà em là như thế. Và con này thì sẽ là hàng bao đầy luôn cho các anh. Đấy. Rồi, mình lên mã giúp em. Con này là dành cho nam này, mã số 1, mã số 1 Ngọc Hà xin phép gửi tặng cho mình với giá là 180.000 đồng cho con mã số 1 nhá. Mã số 1 này. Mã 1 nhá. 180k cho con mã 1 này. Đó. Ngày 16 tháng 11 nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là mã số 10, mã số 2 hàng con Blue. Blue Chanel này, con này thì nó sẽ là dành cho nam. Con này cũng là dành cho nam, hàng này thì nó sẽ là hàng bao chuẩn Âu luôn cho mình luôn. Đấy, hàng bao chuẩn Âu như này. Đây sẽ bị xước sát như này luôn nhá. Rồi, con này em sale luôn cho nhà mình luôn với giá là 120.000 đồng đi. Mình lên mã giúp em là mã 2 nhá. Hàng này hàng mini nhá. Mã 2 là 120k. Con này sẽ là dành cho nam ngày 16 tháng 11 nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con Coco Chanel. Con này thì nó sẽ là dành cho nữ này. Đây, hàng bao, hàng nhà em tuy là hàng mini nhưng mà bao xịn sò đây, được chưa ạ? Cả nhà nhìn thấy tinh dầu lên dã man chưa ạ? Đây, hàng full cho các mình luôn nhá. Đấy, rất chi là đẹp luôn này nhá. Rồi, con này thì nó sẽ là mùi hương, hương kiểu là sang chảnh nhá. Con này cực sang luôn. Rồi, con này thì mình lên mã giúp em là mã 2. À, mã 3. Mã 3 Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 190.000 đồng cho con mã. Mã số 3. 190k. Ngày sẽ là ngày 16 tháng 11 nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con này là con gì đây ạ? Con này là con gì mà hạng của Âu đây? Con này thì nó lại không có tên gì ở đây nhỉ? Rồi, con này bán kỷ niệm nhá. Con này nó cũng xài vung lơi vơi như này rồi. Rồi, mình lên mã giúp em là mã này là mã số. Con này là dành cho nữ này. À đây, nó có chữ đây này. Me cay cái gì gì đây. Con này là dành cho nữ nhá. Con này thì mình lên mã giúp em là mã số này là mã số 4 ạ. Với giá là bao nhiêu ạ? Với giá là 90k đi. Mã 90k cho con mã số 4 này ngày 16 tháng 11 nhá. Mình lên mã giúp em mà nước hoa nhá. Nước hoa chứ không nói lại lộn sang kính thì chết nhá. Nước hoa mã số 4 là 90k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con blue, blue xanh như này. Đây. Một con blue xanh này. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Âu chuẩn VIP chưa? Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Con này thì nó sẽ là một mùi man mát dành cho nam này. Đó. Mùi man mát dành cho nam nhé. Rồi, con này thì mình sẽ lên mã giúp em là mã số 5. Mã 5 này thì Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 150k cho con mã số 5 ngày 16 tháng 11 này nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là một con này là con mít, con này là con lăn côm lá. Con này là con Burberry, quên đọc lộn. Hàng của Burberry nhá. Con này thì bao cả nhà nhìn thấy tinh dầu lên chưa? Đó. Rất rất chi là tinh dầu luôn, rất rất nhiều tinh dầu luôn nhá. Rồi, con này thì đầy ặc như này luôn. Con này mùi nó sẽ là mùi hương hoa cỏ giúp em nhé. Mùi hương hoa cỏ rất chi là VIP luôn. Đó. Rồi mình lên mã giúp em nhé. Con này bao VIP luôn ấy. Con này bao xịn xò luôn á. Rất chi là hay con này luôn. Rồi con này mình lên mã giúp em là mã số bao nhiêu ạ? Mã số 5, mã số 6. Rồi mã số 6 ạ. Mã số 6 này Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 180k cho con mã số 6 ngày 16 tháng 11 nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con này là con Mai Xuân. Con Mai Xuân thì đúng là cả nhà mình không còn gì để mà bàn được về cái dòng Mai Xuân này luôn rồi nhá. Đó, dòng Mai Xuân này đấy cả nhà ơi. Con này nó sẽ là mùi dành cho nữ nhá, mùi thơm ngọt, ngọt sang luôn. Con này thì bao chất lượng luôn cho nhà mình luôn nhá. Đấy. Pha xe căng, con này nó sẽ là hàng của Pháp như này luôn nhá. Rồi, con này thì em Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 250.000. Mình lên mã giúp em là mã mã số 6 rồi này. Mã số 7. Mã 7, 200
50k cho con mã số 7 ngày 16 tháng 11 nha. Con này bao chất lượng, bao VIP luôn cả nhà. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một combo ru. Đây. Combo ru này thì combo ru này là dành cho nam này. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Tinh dầu kinh không? Đó. Bé con là một tinh dầu quá trời luôn. Rồi. Con này thì nó sẽ là dành cho nam nhé, con này là dành cho nam đây. Đấy, hàng. Được chưa ạ? Rồi mình lên mã giúp em nhé. Con này là dành cho nam này. Con này thì Ngọc Hà xin phép gửi tặng nhà mình với giá là 190k cho con mã số 8. Mã 8 là 190k nhé, cho con mã số 8 ngày 16 tháng 11 nhá. Rồi mình xài nước hoa mini này cũng khá là ok đấy cả nhà ơi nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con Chanel. Chanel này là một chân Chanel cực kỳ là bản VIP, bản vàng của nó như này luôn mà cả nhà nhìn này. Đó, nhìn tinh dầu lên kinh khủng không? Rồi, con này mình sẽ lên mã giúp em nhé. Con này thì cái nắp của nó hơi xấu xấu như này nhá. Đó, có sao để em quay thiệt luôn đấy. Rồi, con này thì Ngọc Hà xin phép bán luôn cho nhà mình với giá là 250.000, à 200.000 thôi. Nếu như con này mà nó không bị xước sát thì Ngọc Hà phải bán 300. Nhưng hôm nay con này bị xước xác rồi nên em Hà sẽ bán là 200.000 cho con mã số 9. Mã số 9 này ngày 200k cho con mã số 9 ngày 16 tháng 11 nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một ít về cái dòng con này là hàng của con này là con con này thì bao xịn sò eo ơi. Em bao âu từng giọt luôn nhá. Con này thì là hàng sẽ là nằm trong hộp như này luôn cho cả nhà mình luôn, được chưa? Rồi. Con này thì nó sẽ là dạng chấm nhá cả nhà nhá. Con này là xài được cả nam cả nữ giúp em nhé. Con này là xài cả nam cả nữ. Con này là hàng của con BVR. Con này là hàng BVR như này luôn nhá. Hàng sẽ trong hộp đầy đủ như này luôn, được chưa? Đấy. Hàng trong hộp đầy đủ. Và con này số mil của nó thì 5 mil thôi nhá. Con này có 5 mil thôi. Rồi, con này thì em Hà xin bán cho nhà mình với giá chỉ có là bao nhiêu? Với giá chỉ có là 150.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em là mã số mấy rồi nhỉ? Mã số 10. 150k cho con mã số 10 này nhá. Ngày sẽ là ngày 16 tháng 11 nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con này là hàng của con gì đây mình không biết đọc luôn. Đấy, con này thì em sẽ lột thẳng nó ra ai này luôn. Đây cả nhà nhìn. Em xin phép lột thẳng ra luôn nhá. Dòng nước hoa mini này là dành cho những anh nào mà muốn test mùi thử xem là mình phù hợp với mùi nào thì mình lấy hộ em nhé. Đó. Đây, sẽ được tem thẻ mạc các thứ đầy đủ của nó như này luôn. Rồi. Con này thì nó sẽ là hàng như này luôn. Đấy. Con này là hàng của Pháp như này nhá. Đó. Eo ơi, con này tinh dầu. Tinh dầu kinh khủng luôn á. Rồi, mình sẽ lên mã giúp em nhé. Con này bao đẹp luôn á. Rồi, con này thì nó sẽ là xài được cho cả nam cả nữ giúp em nhé. Con này là xài được cả nam cả nữ. Mình sẽ lên mã giúp em này. Đấy, hàng này hàng Âu nhé. Hàng em bao chuẩn Âu luôn á. Con này là bao nhiêu mil đây nhỉ? Đợi em xíu. Chả thấy nó ghi mil ở đâu cả để mà đọc luôn á. Con này cũng 5 mil luôn. Hàng này hàng 5 mil thôi nhá. Rồi. Con này mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã số 11. Mã 11 150.000 cho mã số 11 này nhá. Mã 11 này. 150k cho mã 11 ngày sẽ là ngày 16 tháng 11 nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn. Con này thì nó cũng giống như thế nhưng con này nó sẽ là dành cho nữ và con này thì thiên cái mùi theo cái kiểu mùi hương hoa nhá. Rồi, cũng là 150.000 luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã bao nhiêu ạ? Mã 12. Mã 12 này là bao nhiêu ạ? 150k cho mã số 12 này. Đã là ngày mùng 6 tháng 11 nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là một con Chanel hồng như này nhá. Đây, Chanel hồng như này. Đó. Có lẽ em đỡ phải gỡ ra đi tại vì nó cũng là hàng 5 mil tất đấy mà.
Con này nó sẽ là hàng 50 mil hết em ơi, nhìn nó thiết kế dễ thương thế mới được đây cả nhà ơi, nhìn đây nhá. Nhìn hàng quán của nhà em là nó sẽ như này nhá. Đó. Hàng sẽ trong hộp đầy đủ như này luôn nhá. Rồi, con này cũng 150k luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em dạng chấm nhá cả nhà nhá. Dạng này nó sẽ là hàng kép chấm luôn cho em nhá. Đó. 150.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên mã giúp em là đây, cả nhà nhìn thấy hàng họ chưa? Đó. Em bao chuẩn Âu cho nhà mình luôn. Rồi, mình sẽ lên mã giúp em là mã số 16 17 ạ. Mã số 17 ạ. Với giá là 150k cho mã số 17 ngày 6 tháng 11 như này nhé. Mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là con này là con Meyran. Con này thì nó sẽ là 7 mil. Con này thì em nói thật sự luôn cả nhà mình là bơ thơm 7 ngày 7 đêm luôn cho em. Con này thì nó sẽ thiên về nữ cho em nhé. Đây. Con này sẽ thiên về nữ cho em. Đó. Em ơi nhìn nó dễ thương không cả nhà ơi. Nhìn mini dễ thương không cả nhà ơi. Đó. Hàng bao chuẩn Âu hết như này nhá. Rồi con này thì cũng là bao nhiêu ạ? 150k nốt luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rất chi là nhiều luôn. Rồi mình sẽ lên mã giúp em là mã 18 ạ. 150k ngày sẽ là ngày 16 tháng 11 nhé. Mời cả nhà mình. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là con này là con Gucci. Con Gucci này là một vườn hoa rực rỡ luôn. Con này thì dã man. Eo ơi cả nhà nhìn nó làm dễ thương này. Đó. Rất dễ thương. Rồi mình lên mã giúp em là mã này là mã số 18. Cũng 150k luôn nhá. Bán đồng giá luôn. Đây cả nhà nhìn này. Được chưa? Mã 18. 150k ngày 16 tháng 11 luôn. Mời cả nhà mình nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con Chanel đi. Em khỏi phải gỡ gỡ rồi nhá. Rồi, cả nhà nhìn thì biết hàng chất lượng rồi. Rồi con này cũng là bao nhiêu ạ? 150.000 nốt cho con mã số 19 ạ. 19. 150k nốt. Mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là một con Dior. Một con Dior dành cho nữ nhá. Một con Dior dành cho nữ. Cũng 150k nốt nhá. Em ngửi mùi, mùi nước hoa em say muốn chết luôn đấy cả nhà. Mã này là mã 20. 150k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã 20 nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là một con Tam Đảo. Con này là con Tam Đảo, con này là dành cho nam nhá. Con này mùi cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Đó, anh nào mà chưa xài Tam Đảo bao giờ xài thử một cái dòng mini này đi nhá. Và dòng mini lưu ý là em chỉ có một con duy nhất thôi nhá. Anh nào đừng có bom hàng em ấy. Em nói trước. 21, mã này 150k. Mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng đồ điện đi ha. Cái dòng này để ngày sau nữa đi. Chứ vì nó còn độ tầm hơn chục chai nữa để hôm sau đi. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng đồ điện của nhà em. Thì em sẽ lên trước tiên đó là về cái dòng con con này là cái con mà mình sẽ là gì ạ? Phích âm, dòng phích âm này hôm nay em trả kho luôn 5.000 một cái nhé, 5.000 một cái. Thì con này nó sẽ hỗ trợ cho mình là chống vã đập, chống vơ đập các kiểu luôn. Bên trong thì được làm hoàn toàn bằng đồng với giá là 5.000 đồng một cái nhé. Mời cả nhà mình nhanh tay này. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là phích chia 5 thông minh. Đây là dòng phích chia 5 thông minh của nhà em và em mở tung luôn cho cả nhà mình xem luôn. Bên trong hoàn toàn là bằng đồng như này hết luôn nhá. Cái dòng phích chia 5 thông minh này thì Ngọc Hà xin gửi tặng nhà mình với giá là 35.000 đồng. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là phích chia 5 thông minh với giá là 35.000 đồng. Con này rất chi là cần thiết cho gia đình nhà mình để mình chia tất cả các cái ổ để mình cắm được nhiều điện trong gia đình nhá. Với giá là 35.000 đồng cho một cái. Mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi mình lên mã giúp em là mã phích chia 5 thông minh nhá, với giá là 35.000 đồng. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là cái dòng phích này là phích mã 1. Mình sẽ lên mã giúp em là phích mã 1. Con này thì chống va đập, chống cháy các kiểu đều được luôn. Con này thì xong bên trong cũng hoàn toàn bằng đồng như này hết luôn.
Rồi dòng này thì nó sẽ có đèn báo sáng ở đây. Con này thì Ngọc Hà xin để nhà mình với giá là 35.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã M1 với giá là 35.000 đồng cho con mã M1 nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con ổ điện âm, à ổ điện dương. Một cặp dương siêu chịu tải lên đến 6.000W như này thì Ngọc Hà xin gửi tặng nhà mình với giá là 25.000 đồng cho một cặp nhé. Em bán theo cặp nhé. 25.000 đồng mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là ổ điện siêu chịu tải. Và em cũng mở tung luôn cho cả nhà mình xem luôn là bên trong nó được làm hoàn toàn là bằng đồng như này cho mình luôn. Sứ bằng sứ chống cháy nhé. Có đèn báo sáng như này luôn. Đây khi em giao hàng thì nó sẽ như này này. Nhưng khi em mở ra em like cho nhà mình thì sẽ là như thế này luôn. Đó được chưa ạ? Rồi con này thì Ngọc Hà xin để cho nhà mình luôn với giá là 60.000 đồng. Và con này thì em nói luôn là hàng của Gold, Fan Gold, hàng của Việt Nam nhá. Hàng của Việt Nam nhưng hàng chất lượng cao nên là cả nhà mình đừng khinh thường. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Với giá là bao nhiêu ạ? Với giá là 60.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Sẽ là khi mình mở ra hàng hóa sẽ được kiểm tra là nó sẽ bằng sứ chống cháy các kiểu như này luôn. Nên là cả nhà mình yên tâm với cái ổ điện này chịu lợi tải lên đến 8.000W nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay. Còn cái dây điện này thì Ngọc Hà đang bán cho nhà mình là một cái dây điện này với giá là 60.000 đồng cho một dây này. Dòng này thì nó sẽ là dây dài 5m, bên trong của nó sẽ là hoàn toàn bằng đồng cho nhà mình, hỗ trợ cho nhà mình sử dụng các thiết bị về văn phòng, điện tử, máy tính, máy in, rồi lại là các cái lò vi sóng, rồi lại là nồi lẩu các kiểu đều được luôn. Máy công trình các kiểu luôn với giá là 60.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con dây điện này là dây điện bao nhiêu ạ? Dây điện 5m nhá. Dòng dây điện 5m này thì Ngọc Hà đang gửi tặng nhà mình luôn với giá là 45.000 đồng. Con này thì sẽ kèm đuôi, kèm công tắc và kèm phích cắm luôn cho nhà mình, chỉ việc về lắp bóng và là sử dụng luôn với giá là 45.000 đồng. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về một dòng cái ổ phích âm. Dòng ổ phích âm siêu chịu tải này thì Ngọc Hà xin gửi tặng nhà mình với giá là bao nhiêu ạ? 25.000 đồng cho một cái nhé. Mình lên mã giúp em là phích âm siêu chịu tải với giá là 25.000 đồng cho một cái nhé. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình luôn đó là về cái dòng con ổ điện. Ổ điện này là ổ điện đa năng của nhà em nhé. Dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho nhà mình là sẽ là gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gồm 3 cổng USB và 5 ổ cắm như này cho mình. Công tắc sẽ rời từng cái một như này. Và con này sẽ là dây hàn phiên bản của nó, là phiên bản chắc chắn và xịn sò, hàng cao cấp nhá. Em nói rõ luôn ấy. Rồi con này thì nó sẽ là dòng mà bao chất lượng cho mình luôn. Dây dài chuẩn 5m và số cái hàm số của nó em sẽ đọc này, 10A và 250V và 2500W. Dây sẽ là dây dài 5m, bên trong em khẳng định 100% là hoàn toàn bằng đồng, không bằng nhôm. Em đọc rõ rồi nha, hoàn toàn bằng đồng, hàng nhà em là hoàn toàn bằng đồng, không bằng nhôm. Và bộ này thì em đang bán cho nhà mình là một ổ điện dài như này với giá là 170.000 đồng. Mình lên mã giúp em là ổ điện dài với giá là 170.000 đồng cho một cái bộ ổ điện dài như này nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng ổ điện xanh. Cái dòng ổ điện xanh này thì Ngọc Hà đang bán cho mình với giá là 130.000 đồng cho mình luôn nhá. Con này thì nó sẽ có gồm 1, 2, 3, 4, 4 phích cắm và 3 cái ổ cắm USB, sẽ là một công tắc tổng như này luôn. Và số của nó thì sẽ là 10A và 250V và 1500W cho mình nhá. Dây dài 4m với giá là 130.000 đồng. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con lương khô. Dòng lương khô thì em bao đỉnh điểm luôn. Trước thì em sẽ có 5 vị nhưng mà hết hàng rồi, chỉ còn từng lại vị thôi và số lượng cũng còn rất ít nhá. Bác nào nhanh tay thì được nè. Con này thì dòng này em sẽ đang bán cho nhà mình với giá là 70.000 cho một gói, sẽ là 400g. Em đọc rõ rồi nha, 400g. Và hạn sử dụng thì cực kỳ là đắt, cực kỳ là xa luôn. Đến ngày 24 tháng 9 2025. Dòng này thì em sẽ bán đồng giá là 70.000 một bịch. Thì sẽ gồm này, hạnh nhân này, lương khô rút thịt này và lương khô mè đen. Đó, em sẽ còn 3 vị này thôi nên là nhà mình lấy vị nào báo em vị đấy. 3 vị này mình lấy 3 bọc này, em sẽ bao ship cứ 7321 201 rồi được bao ship. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Cứ 70.000 một bịch, mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con là máy hút bụi. Máy hút bụi này là dòng máy hút bụi mini nhá. Em đọc rõ là máy hút bụi mini của nhà em này. Đây, đợi em xíu, em đạp cái chân gậy lai á.
Đó, dòng này thì để in cho cả nhà mình sử dụng cho đến khi dịp Tết các kiểu, rồi lại là những cái ngày mà mình quét ban bàn thờ các kiểu thì mình sử dụng giúp em. Con này thì hỗ trợ để in cho mình hút ban bàn thờ này, hút ví dụ như là sofa này, ví dụ như là hút cái dòng các cái dòng mà ví dụ như là ghế ghế ô tô các kiểu nhá. Đó, với giá chỉ có là 70 ngàn đồng cho một cái thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Con này là vừa hút vừa thổi luôn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng bịch giấy rút này. Cái dòng bịch giấy rút này thì cực kỳ là hay luôn, bởi vì là dòng giấy này của nhà em thì nó sẽ là bao hàng chuẩn loại 1. Cái dòng này thì bán rất chi là nhiều, trên thị trường bán nhiều lắm, nhưng mà nó có sẽ có dòng loại 1 và dòng loại 2. Em phải đọc rõ. Nhưng dòng này là dòng hàng loại 1 nhá. Mình sẽ về mình sẽ sạch cái đường xé ở đây nhà em, chuyên xài dòng giấy này thôi. Rất chi là đã luôn. Đây, được chưa? Giấy thì bao cho cả nhà mình luôn là bao thấm hút và bao dai cho mình luôn. Đó, sử dụng này. Đó. Rất chi là sướng luôn nhá. Đấy, giấy rất chi là ấy. Và đặc biệt là giấy này không có bao giờ bụi, không có bụi bẩn lên, nên rất chi là sạch, được làm từ các cái, ví dụ như là mình sẽ được làm tái chế tinh khiết rồi, nên là nhà mình yên tâm về sử dụng nhá. Với giá là 60 ngàn một bịch, mời cả nhà mình nhanh tay lên mã giúp em là giấy rút với giá là 60 ngàn một bịch. Cho một bịch giấy rút này thì sẽ là được 1.280 lượt rút, mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng muỗng xìa hàng bãi. Dòng muỗng này thì em đang bán cho mình một cái muỗng như thế này, là một cái xìa, một gọi là một cái xiên này đi, một cái bộ xiên như này thì nó sẽ là, em nói luôn là hàng này là hàng bãi của em nhé, đã qua xử lý cho nhà mình rồi, nên là rất chi là trắng và sáng mới như này, không có một cái vết gì riết gì hết. Một bộ như này thì Ngọc Hà đang bán cho mình với giá là 60.000 đồng. 60.000 đồng cho một cái dĩa như này để in mình ăn hoa quả, mình ăn trái cây, hoặc là mình có thể mình sử dụng để in mình làm cho các cháu nhỏ ăn trong dịp lễ ngày Tết, các thứ đều cần thiết trong cái dĩa này nhá. Với giá chỉ có là 60.000 đồng cho 10 cái, mời cả nhà mình nhanh tay lên giúp em. Tất cả đều rất chi là đẹp như này luôn. Đó, được chưa? Rồi hàng thì sẽ là hàng này là hàng bãi. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con dĩa ăn hoa quả mà các bằng cán nhựa này thì với giá là 30.000 đồng cho chục cái, mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Đây nó sẽ cứ như thế này luôn. Đây em sẽ bẻ bó như này, cứ chục cái là 30.000 đồng. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái muỗng nhỏ ăn. Đây muỗng nhỏ của nó thì cũng khá là đẹp hết như này luôn nhé, không có han gì một cái tí gì luôn nhé, cả nhà mình cứ yên tâm về chất lượng nhé. Rồi cái dòng muỗng nhỏ này thì Ngọc Hà đang bán cho nhà mình luôn với giá chỉ có là 60.000 đồng cho chục cái muỗng nhỏ này, mình về mình khuấy cà phê hoặc là đây made in Japan hết các kiểu như này luôn nhá. Hàng này nhà em là hàng bãi chuẩn đấy. Đó rồi con này thì mình về uống cà phê hoặc là mình làm muỗng múc canh làm ăn hộp vịt lộn các kiểu đều được luôn, với giá chỉ có là 60.000 cho 10 cái, mời cả nhà mình nhanh tay. Em cứ bó như này em bán nhá. Đây, cứ bó như này thôi, hàng rất đẹp, mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con muỗng lớn. Đây là dòng muỗng lớn nhá. Dòng muỗng lớn thì cái dòng muỗng lớn này thì Ngọc Hà đang bán nhà mình với giá là 120.000 đồng cho một cái muỗng lớn như này nha. Mình lên mã giúp em là muỗng lớn với giá là 120.000 đồng cho chục cái muỗng lớn như này, hàng rất chất lượng như này nha, mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em. Rất chi là dày dặn và rất chi là nặng tay luôn nhá cả nhà nhá. Riêng cái dòng hàng bãi của nhà em thì cả nhà mình không phải nghĩ. Đây à, nhìn thấy không ạ, rất đẹp luôn, sáng bóng như này luôn, không có han gì hết nhé, tại vì nhà em đã xử lý hết rồi nên là cả nhà mình yên tâm. Đun cả nước sôi lên để trụng thì cả nhà biết là nó kỹ, em làm kỹ thế nào luôn á, mời cả nhà mình nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con dĩa lớn này. Dòng dĩa lớn này thì Ngọc Hà đang để nhà mình với giá là 110.000 đồng cho một cái cặp dĩa lớn này, thì sẽ gồm 10 cái dĩa lớn như này để nhà mình sử dụng ăn bít tết hoặc là mình ăn bánh mì các kiểu, salad các kiểu cho nhà mình nhá, mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Rồi còn những cái dòng dao này là dòng dao mà dao ăn bít tết các kiểu này. Đó, dòng dao bít tết của nhà em thì em bao chất lượng cho nhà mình luôn. Nếu như mà anh nào mà đang cần phải mua về để thay thế bộ dao mà mình đoán bít tết thì mình sử dụng ngay cái dòng này đi. Dòng này thì Ngọc Hà đang bán cho nhà mình luôn với giá là chục cái là 120.000 đồng cho một chục cái như này, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là dao ăn bít tết nhá. Mình lên mã giúp em là dao ăn bít tết với giá là 120.000 đồng cho chục cái nhá cả nhà nhá. Rồi thì em cũng xin phép dừng like tại đây, thì em cảm ơn gia đình nhà mình đã quan tâm và theo dõi Xúc Ngọc Hà nhà em nhá. Em xin chào và hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo nhá. Đi qua thì nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nhá, để nhiều người biết tới Xúc Ngọc Hà nhà em nhiều hơn nhá. Em xin chào và tạm biệt ạ.